Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn một cái thông tin khá là thú vị. Thông thường á, Yamaha sẽ ra mắt dòng xe mới vào khoảng tháng 4, tháng 8 hoặc là tháng 9. Mà thời điểm này thời kinh tế khá là khó khăn, mấy bạn thấy đấy. Tháng 4 vừa rồi nó im lìm luôn đấy. Và thật sự là mình không biết từ bây giờ cho đến tháng 10 nó có ra mắt dòng xe mới nào hay không. Nhưng mà mình vừa nhận được một cái thông tin qua một cái mail của Yamaha thôi. Thì chính xác họ ghi là tháng 10 năm 2024 này sẽ ra mắt một sản phẩm mới tại Phú Quốc. Nhưng mà nếu đọc kỹ cái mail thì chính xác nó ghi vậy nè: Gala sẽ tổ chức vào tháng 10, Gala ra mắt sản phẩm mới tháng 10 tại Phú Quốc, thời gian và địa điểm đó. Nhưng mà biết đâu nó ra mắt vào tháng 9 thì tới tháng 10 nó mới tổ chức Gala, một cái sự kiện nào đó giống như Exeter, mấy bạn thấy đó, nó ra mắt rồi sau một tháng sau mới bắt đầu tổ chức một cái sự kiện gầm gộ từ máy bay thả xe xuống rồi vân vân, hên xui. Thì thông tin chính thức mình nhận được như vậy. Không biết là Yamaha Frigo, Yamaha Latte một mới hay là Janet Grande, mình nghĩ là chắc là mới rồi, chắc cũng không có thay đổi gì. Hay là Exeter cho nó 10 gam màu mới nha. Hay là Exeter cho 35. Nói chung là đón thôi. Nhiều khi nó ra chiếc xe điện phiên bản V2 chứ cười chết. 150 á, không biết là nó sẽ có ra mắt màu mới trong thời điểm tới hay không. Nhưng mà hiện tại 4 màu RC nó ngừng sản xuất rồi. Nó mà ngừng sản xuất 4 cái màu giới hạn nữa thì thôi rồi luôn đó. Ai 150 thì tranh thủ nha. NVX thì mình biết là các bạn rất là trông đợi một cái sản phẩm nó thể thao, nó nhiều công nghệ như NVX, nhưng mà kiểu dáng nó nhỏ gọn. Thật sự là nếu mà chiếc NVX mà nó nhỏ gọn thì nói làm cái gì nữa, tôi mua liền ngay lập tức á, thiệt. Cái đẹp dưới đây mà nó chỉnh in dưới đây sao mà chạy, chỉ dành cho những người bự con thôi, còn nhỏ nhỏ con như mình sao chạy, đúng không? Rồi hay là một dòng xe số nào đó lạ mắt như BG1, hay là một cái dòng xe nào đó được cải tiến từ Sirius nhỏ này, hay là Jupiter FI đó, biết đâu được, hên xui. Còn chiếc Sirius FI này chắc là mẫu gần nhất thời điểm hiện tại so với các dòng xe số khác, cho nên mình nghĩ chắc là nó không có sự thay đổi. Hình xui biết đâu nó ra con mô tô nữa thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mới ở cái phân khúc mô tô phân khối nhỏ thì sao. Còn bạn đang trông đợi điều gì? Hãy để bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Xin chào các bạn.